Chào các bạn, hôm nay vi tính ông Quân sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng laptop HP. Nó là HP đời mới nhất bây giờ. Đó là nó sử dụng một cái con chip đời 11 và đời mới của năm 2021 như thế này. Bây giờ mình sẽ cùi hộp cái chiếc laptop này ra và để xem bên trong nó có những cái gì ha. Bên tay trái đây thì chúng ta sẽ thấy nó có những cái sách hướng dẫn, và đây là dây nguồn để mà chúng ta cắm sạc. Đây là nguồn sạc, đây là nguồn quang, đây là dây nguồn ba chấu, và đây là chiếc laptop HP mới nhất bây giờ. Ở trong một cái phòng chăm sóc rất là kỹ càng. Để nó lọc đi. Đây là laptop full box mới 100% nha mọi người. Bên ngoài đây. Đây là mình nhìn bên ngoài đây rất là mỏng, và chiếc laptop này nó có khối lượng là khoảng 1,5 kg nha, mà 14 inch. Bên trong của chiếc laptop HP này phía trước đây là một cái dạng mềm phím tốc độ rất là nảy, để mình có thể cảm nhận được rất là nảy. Và touchpad của nó thì thiết kế ở giữa như thế này. Đây là dòng HP Pilum 3 Pilum 14 thì có một cái dạng nó bút, và lo của chiếc laptop này thì nó sẽ thiết kế hai bên góc như thế này, rất là sang trọng và rất là nhỏ gọn để mà chúng ta di chuyển rất là dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ mở cái chiếc laptop này lên để chúng ta xem những cái cấu hình của nó chi tiết hơn ở bên trong. Bên ngoài đây thì chúng ta có thể nhìn cái màn hình nó rất là nhỏ, và cái viền của cái chiếc laptop này nó có thể là gần sát về viền, và cái cạnh của chiếc laptop này ở dưới đây thì nó nhìn rất là nhỏ này. Nó không giống như những cái dạng laptop trước đây. Thì dòng laptop này thì phục vụ cho nhu cầu làm việc văn phòng hoặc là sinh viên, học sinh học tập rất là tốt. Giới thiệu cho các bạn sơ qua những cái cổng kết nối của nó ở bên tay phải đây. Bên tay phải đây thì nó sẽ cho chúng ta thiết kế chúng ta một cái dạng cổng cắm thẻ nhớ rất là nhỏ như này, và đây là cổng kết nối Type-C để mà chúng ta kết nối với điện thoại hoặc là những cái thiết bị nó có cổng Type-C để mà truyền dữ liệu. Đây là cổng USB 3.0, và đây là cổng kết nối HDMI để mà chúng ta sử dụng truyền hình ảnh vào màn hình. Đây là cổng để mà chúng ta cắm sạc ha. Phía bên tay trái đây thì nó sẽ có thêm một cái cổng USB 3.0 nữa và một cái cổng sạc 3.5. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong cái chiếc laptop này để mà chúng ta xem cấu hình của nó như thế nào ha. Bên trong của nó đây nó sẽ show ra những cái thông số kỹ thuật, và nó hiện tại thì đang sử dụng một cái con chip CPU đó là i7-1165G7 và đời thứ 11 ở đây, đời mới nhất bây giờ.
và xung nhiệt của nó là 2.8 GHz. Bộ nhớ RAM của nó đang sử dụng là 8 GB. Và nó sử dụng một cái card màn hình onboard mới nhất bây giờ luôn. Đó là một cái dạng màn hình card màn hình onboard Iris CE Graphics đây. Thì card màn hình này thì nó đủ để mà chúng ta sử dụng tốt những cái ứng dụng xử lý ảnh hoặc là những cái dạng xử lý video nặng bây giờ cũng rất là tốt. Thì cái con card màn hình mới bây giờ, card màn hình Iris CE này nó tương đối rất là mạnh. Và màn hình của chiếc laptop này đó là 14 inch và Full HD 1920x1080 60Hz ở đây. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ổ cứng của chiếc laptop này đang sử dụng. Đây, chúng ta vào đây. Và ổ cứng của chiếc laptop này đang sử dụng đó là ổ cứng SSD 500GB. Và cho chúng ta tốc độ xử lý rất là nhanh. Và đặc biệt thì chiếc laptop này chúng ta có thể là xem phim ở cái độ 4K rất là nhanh. Và chúng ta có thể thấy đó là cái logo của Intel Core i7 ở đây. Và cái logo này thì nó có thể là khác đi những cái logo trước vì nó là đời của 11, là đời mới nhất bây giờ, thì nó sẽ khác một chút. Và nó sử dụng một cái card màn hình onboard Graphics Iris CE như này. Đây là logo của card màn hình Graphics của CE. Chúng ta có thể thấy là cái chiếc laptop này nó rất là mỏng. Đây, các bạn thấy. Và mặt trước của nó thì rất là mịn, có thể là nó là mịn. Và nó là chống bám bụi hoặc là chống bám vân tay luôn nha mọi người. Phía sau của nó có một cái logo tên là Pavilion của HP. Nhìn nó rất là sang trọng và chúng ta dễ dàng di chuyển và sử dụng nó. Cái con chip i7 thì đảm bảo những cái tác vụ xử lý rất là tốt, những tác vụ văn phòng và học tập. Chúng ta có thể là chơi những cái game nhẹ, rất là rỗi. Và cái thanh tích bá của nó ở đây, nó như cái dũa như thế này, mình cảm thấy nó rất là nhạy, và rất là nhạy và rất là rộng luôn. Còn về những tích bá của chiếc dòng laptop khác thì nó cũng sẽ ở giữa đây, nhưng mà nó sẽ tương đối nhỏ hơn chút xíu. Ok, thì như vậy là mình đã giới thiệu sơ qua dòng laptop HP đời mới bây giờ, đó là đời 11. Thì các bạn có thể là tham khảo giá hoặc là tìm hiểu nó nhiều hơn ở trang web uy tín Đông Quân hoặc là đongquantest.com. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình.